Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 8 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Mức nhiệt cao nhất nằm trong khoảng từ 27 đến 30 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày mai, khu vực Nam Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất nằm trong khoảng từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Tiếp theo bản tin, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Được dự báo có sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, gió hướng đông, biển động nhẹ. Còn về tình hình thời tiết tại Hà Nội, ngày mai thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất nằm trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.